Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một số mẫu đèn led thông dụng, dễ độ, dễ chế cũng như rất là tiện lợi, có thể lắp vào xe máy hoặc ô tô, đèn gầm. Em đang quay để cho mọi người nhìn thấy là L2 trắng và vàng, tức là nó có hai mắt nên là sẽ gọi tắt là L2. Công suất của nó tương đương với 20W. Rồi tiếp đến là một hàng 50cm. Tiếp theo là cái 60cm LED 3, 3 khoang. Bởi vì nó 3 khoang nên là bọn em sẽ vào 3 hàng bóng LED, nên bọn em sẽ gọi nó là LED 3, 60cm. Đây là ánh sáng trắng các bạn. Đây là ánh sáng trắng và cái hình thức của cái đèn 30cm. Em cầm giới thiệu qua cho mọi người. Đây, nó để rõ LED light 3, một row tức là một hàng. Đây, tiếp đến là cái 50cm tương đương với 54W đấy. Đây là ánh sáng vàng. Tất cả các cái kích thước nó đều có từ trắng cả vàng các bác nhé. Đây là em sẽ mỗi mẫu em sẽ lấy ra để quay cho mọi người nhìn. Còn đây là L2 như em vừa nói đấy, 20W trên một bóng, và một hộp của nó sẽ bao gồm hai cái. Tất cả các đèn led thì nó sẽ đều có phụ kiện đi kèm, gồm có lục giác, ốc và chân giá bắt. Như và nó có dập luôn cả ngày sản xuất. Đây là đôi L2 màu vàng. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video của em. Mong mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Em xin chào.